Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì Zenfone 4 Selfie được ra mắt cách đây khá là lâu, vào cuối năm 2017 với mức giá 5 triệu 500 nghìn đồng. Có vẻ hơi cao so với cấu hình mà nó đem lại. Nhưng hiện nay, với giá chỉ còn 3 triệu tại Selfone S, chiếc điện thoại này có thể sẽ là một sự lựa chọn sáng giá trong phân khúc phổ thông và có lẽ sẽ đặc biệt phù hợp với các bạn trẻ thuộc lứa tuổi teen và các bạn thích selfie đúng như tên gọi của nó. Về thiết kế, Zenfone 4 Selfie theo một phong cách rất cơ bản cho con máy giá rẻ với nắp lưng nhựa nhưng được hoàn thiện tốt, trông khá là đẹp. Và thậm chí mình thấy thiết kế này còn đẹp hơn trên chiếc Zenfone Max Pro M1 vừa mới được ra mắt. Với thiết kế nhựa này và cục pin 3000 mAh, máy có trọng lượng cực kỳ nhẹ và mặc dù được trang bị màn hình lớn 5,5 inch, rất thoải mái khi cầm lâu. Máy được bố trí cổng sạc micro USB và loa ngoài ở cạnh dưới, jack tai nghe 3,5mm truyền thống ở phía cạnh trên. Ở mặt trước, ta có cảm biến vân tay khá là nhạy, nằm luôn ở nút home cảm ứng. Về cấu hình, máy được trang bị con chip Snapdragon 430, rất là quen thuộc trên nhiều máy phổ thông. Hiệu năng của con chip này vẫn khá là thoải mái cho các ứng dụng hàng ngày và các game casual không đòi hỏi quá nhiều về đồ họa. RAM của máy lên tới tận 4GB giúp đa nhiệm rất là thoải mái, bộ nhớ ROM cũng rất lớn là 64GB, tha hồ cho các bạn lưu trữ hình ảnh. Màn hình 5,5 inch của máy có độ phân giải 720p, hơi thấp một chút nhưng bù lại giúp tăng hiệu năng và giảm mức điện tiêu thụ. Tấm nền của màn hình là IPS cho góc nhìn tốt, màu sắc trung tính, độ sáng tốt nhưng độ tương phản chỉ dừng ở mức trung bình. Nói chung tổng quan về màn hình là khá ổn. Máy có khả năng hỗ trợ 2 SIM với kết nối 4G tốc độ cao và một thẻ nhớ micro SD. Đến với điểm nhấn chính của máy, đó là khả năng chụp hình selfie. Do đó ta có thể thấy hai camera ở phía mặt trước. Trong đó ta có một camera 20 megapixel với khẩu độ f/2.0 với góc chụp hẹp và một camera 8 megapixel góc rộng sử dụng khi selfie nhóm hay ta còn gọi là wifi. Và cuối cùng là một đèn LED soft light hỗ trợ trong những điều kiện thiếu sáng. Và không chỉ dừng lại ở việc trang bị phần cứng, Asus còn rất chú trọng vào phần mềm để tăng cường khả năng selfie cho chiếc smartphone này. Trước hết trong giao diện camera, với phần chụp selfie khi bật chế độ làm đẹp, ta có thể để auto hoặc tự điều chỉnh tới tận 4 tiêu chí trên khuôn mặt bao gồm mịn da, trắng da, thon má và làm mắt to với tận 10 cấp độ tùy chỉnh. Cùng lúc với tùy chọn làm đẹp, ta có thể bật khả năng xóa phông để tăng thêm độ ảo cho bức ảnh. Tuy nhiên, hiệu ứng xóa phông của máy không mấy ấn tượng cho lắm. Tiếp đến, trong trường hợp nếu chẳng may các bạn quên không áp dụng chế độ làm đẹp trong lúc chụp, thì Asus đã cẩn thận tích hợp cái khả năng thẩm mỹ cho khuôn mặt cho những cái bức ảnh mình đã chụp ngay bên dưới thanh công cụ khi bạn xem lại ảnh. Thêm nữa, Asus cũng cung cấp một công nghệ riêng độc quyền gọi là Asus Selfie Master. Thực chất công nghệ này là một ứng dụng cho phép truy xuất nhanh để chụp hình, quay video hay thậm chí cả livestream kèm áp dụng chế độ làm đẹp lên tận 10 mức độ. Về chất lượng ảnh từ cả hai camera trước này, nói chung là ổn, nhất là chế độ làm đẹp được làm khá là tốt, giúp khuôn mặt và làn da trở nên lung linh hẳn. Nhưng khi soi kỹ thì ảnh chưa được tốt lắm, ảnh có màu sắc trung thực, độ chi tiết ở mức trung bình và đặc biệt ở vùng tối thì bị khử noi mạnh nên mất nhiều chi tiết. Ảnh có xu hướng bị đẩy sáng lên cao nên dễ gặp những vùng bị cháy sáng, do vậy bạn cần phải đo sáng kỹ lưỡng và giảm sáng trong khi chụp. Tuy không có cụm camera kép như phía trước nhưng camera 16MP phía sau cũng không thua thiệt lắm và thậm chí chất ảnh còn tốt hơn camera phía trước. Hãng trang bị cho camera phía sau này khả năng lấy nét theo pha nhanh và chính xác. Nhiều chế độ chụp được cung cấp, trong đó cũng có khả năng chụp xóa phông. Tuy không thể tốt được như cụm camera kép phía trước nhưng vẫn tạm đủ dùng. Tiếp theo là chế độ làm đẹp và đặc biệt có cả chế độ Pro cung cấp rất là nhiều tùy chỉnh và nhất là khả năng phơi sáng lên đến tận 32 giây. Và cuối cùng là chế độ chụp ảnh với độ phân giải siêu lớn lên tới 64MP. Mình không hiểu rõ chế độ này hoạt động như thế nào nhưng ảnh đúng là có mức độ chi tiết tốt hơn bình thường một chút thật. Nói tóm lại một lần nữa, với mức giá phổ thông chỉ 3 triệu đồng, chúng ta có một chiếc điện thoại với cấu hình đáng giá, thiết kế cơ bản và hoàn thiện tốt, được trang bị khá là nhiều tính năng, tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn rất ổn so với tầm giá của máy. Nếu các bạn có một hầu bao vừa đủ thì Zenfone 4 Selfie là một sự lựa chọn không tệ. Nhưng nếu các bạn có dư giả thêm tầm 1 triệu đồng nữa thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn tốt với camera kép, màn hình Full HD và con chip Snapdragon 625 hay là thậm chí 636 giúp đáp ứng được đa dạng các nhu cầu hơn. Và nếu bạn quan tâm đến Zenfone 4 Selfie thì link mình để ngay dưới phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.